Chủ tịch Hồ Chí Minh với 4 lần khoác áo cà sa Bác Hồ là bởi vì người đã dành tất cả cho mọi người, không giữ gì riêng cho mình cả. Cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ như đóa sen giữa rừng hoa dân tộc Việt Nam, hội tụ đức tài của đất nước. Báo Nhân Dân ngày 22 tháng 1 năm 1997. Theo sử sách ghi lại, trên đất Thái Lan những năm cuối thập niên 1920, để tránh sự truy lùng gắt gao của mật thám Pháp, Bác Hồ đã hóa thân vào nhiều vai khác nhau, có khi là người gánh gạch, đào giếng, có khi lại khoác lên mình tấm áo cà sa, vào chùa đi tu thời điểm năm 1927, phong trào chống cộng ở Thái Lan diễn ra khốc liệt. Cảnh sát Thái bắt tất cả những người hoạt động cộng sản của Đông Dương trao lại cho Pháp. Trong bối cảnh đó, tất cả các tổ chức cộng sản đều phải hoạt động bí mật. Tháng 7 năm 1928, trên chiếc tàu thủy Nhật Bản, Bác Hồ đặt chân tới Bangkok trong vai người buôn hoa kiều với giấy nhập cảnh mang tên Nguyễn Lai. Theo ông Ngô Vĩnh Bao, kiều bào Thái Lan, người đã có hơn 30 năm nghiên cứu về giai đoạn Bác Hồ ở Thái Lan. Thời gian đó, Việt Kiều bị cảnh sát Thái khủng bố rất mạnh, còn Hoa Kiều ít bị để ý hơn, nên Bác mới đóng vai nhà buôn Hoa Kiều. Thầu Chính nhanh chóng hòa mình với kiều bào, cũng đi chân đất, cũng quần áo nâu sồng. Người làm đủ các thứ việc như mọi người, từ làm vườn, trồng cây, đào giếng, gánh gạch, lấy củi, đi cày. Một lần, khi Bác trong vai người gắt gạch để xây chùa Bắc Phô Thi Sổng Phon, bọn mật thám đánh hơi thấy và cho quân đến bao vây ngôi chùa này. Nhưng vị sư cả của chùa không cho vào, vì ông cho rằng ở đây không có người xấu, chỉ có người theo Đức Phật. Không ai có quyền vào đây khám xét, nên bọn chúng không vào được chùa và không bắt được Bác. Khoảng tháng 7 năm 1929, Bác quay lại Bangkok. Người ẩn danh đi tu tại một ngôi chùa Việt có tên Thái là Lokanukho. 4 tháng xuống tóc, khoác áo cà sa, ăn chay niệm Phật. Cứ mỗi sớm Bác Hồ cùng các vị sư chính trong vùng đi khất thực. Chuyện kể rằng có lần dọc đường từ Nakhon Phanom xuống Mục Đa Hán, một tốp cảnh sát Anh và cảnh sát Thái đang truy bắt Nguyễn Ái Quốc theo đề nghị của cảnh sát Pháp. Khi gặp các sư đi khất thực, tốp cảnh sát ấy không hề biết Nguyễn Ái Quốc cũng là một nhà sư, nên chắp tay cúi chào sư phụ theo luật tục người Thái. Bác đã thoát hiểm trong gang tấc. Hôm sau, người cùng một số đồng chí băng núi vượt rừng trở lại Quảng Châu, Trung Quốc. Bác Hồ khất thực trên đất Thái những năm Bác gia đi tìm đường cứu nước. Ảnh tư liệu theo Thượng tọa Thích Huệ đăng. Khi tìm hiểu tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về Phật Pháp và con đường đi cứu dân, cứu nước, giành độc lập cho dân tộc của người, chính là con đường của người cũng là đi theo chân lý của Đức Phật. Người là một vị Đại Bồ Tát tái sinh, đã nhập thế, từ bỏ mọi vinh hoa phú quý, từ bỏ cuộc sống đang yên bình để dấn thân vào con đường mịt mù chông gai, gian khổ, từ đó tìm ra con đường giành độc lập cho dân tộc. Điều này giống Phật Thích Ca Mâu Ni từ bỏ cung vàng điện ngọc, ngai vàng, vợ đẹp con ngoan, đi tu hành tìm ra chân lý cứu độ chúng sinh. Đã có nhiều người cho rằng, Ngài mang Bác đi khất thực ở Thái Lan đó là cách che mắt mật thám, thật ra không phải như vậy. Đi khất thực ngoài ý nghĩa nhận sự cúng dường của chúng sinh còn là một hình thức tu thiền, đi để cảm nhận được cuộc sống vất vả lầm than, đi để mà suy ngẫm về số phận của chúng sinh. Nhà sư đi khất thực chỉ được đi theo một con đường luôn hướng về phía trước và không được quay ngược trở lại. Đây chính là ý nghĩa đích thực của việc đi khất thực. Cũng như Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đã lên tàu bôn ba năm châu bốn biển tìm đường cứu nước, đã đi sẽ không quay trở lại, mà chỉ về khi đã tìm ra chân lý nguồn Phật giáo, óc. Ha ha ha, 问什么的所和